Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Lao động và Xã hội của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, với sự nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát. Các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Do đó, thị trường lao động trong quý 2 năm 2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với quý trước. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động vẫn diễn ra ở nhiều tỉnh thành, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm. Vì vậy, việc xây dựng chuỗi cung ứng lao động ổn định, trong đó đặt người lao động là trung tâm của mọi chính sách, bảo đảm tốt đời sống và an sinh xã hội sẽ góp phần tích cực trong phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Năm 50,5 triệu là số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 2 năm 2022, tăng trên 500.000 người so với quý trước và tăng trên 700.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,7 triệu người, ở khu vực nông thôn là 31,9 triệu người. Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2 năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý trước và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dù số lượng người có việc làm tăng, nhưng nguồn cung lao động chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Một số địa phương, ngành nghề vẫn đang xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu. Dệt may là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất hiện nay. Ngành này luôn trong tình trạng thiếu nhân công. Sau 2 năm dịch bệnh, nhiều lao động bỏ việc hoặc chuyển sang ngành khác ngày càng tăng, trong khi tuyển mới rất khó khăn. Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có 13 nhà máy may trên khắp tỉnh Thanh Hóa. Từ nay đến cuối năm có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động các chi nhánh. Mặc dù các chế độ cho người lao động tại công ty cao hơn so với mặt bằng chung của ngành, nhưng việc tuyển đủ số lao động cũng không dễ dàng. Kế hoạch của chúng tôi là trong năm 2022 là chúng tôi phải tuyển thêm ít nhất là 300 đến 500 lao động cho cái nhà máy có tại địa bàn thị xã Bỉm Sơn và khoảng 1.000 cho các nhà máy trên địa bàn khác của tỉnh Thanh Hóa. Với cái tình hình lao động ở địa bàn thị xã Bỉm Sơn ấy, thì hiện nay là các cái nhà máy rồi các cái khu công nghiệp cũng đã mọc lên rất là nhiều, cho nên cái sự cạnh tranh của người lao động cũng rất là khốc liệt và có những doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay không tuyển được lao động. Và đặc biệt cái lao động có tay nghề cao thì càng rất là hiếm đối với cái ngành may. Ngay cả tại phiên giao dịch việc làm của tỉnh Thanh Hóa, dù chỉ tiêu tuyển dụng nhiều ngành nghề đa dạng nhưng nhiều doanh nghiệp cũng khó tuyển dụng được lao động. Hiện nay, nhiều công ty đều có kế hoạch mở thêm xưởng và chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng công nhân. Chúng tôi mong các ban ngành hỗ trợ giúp chúng tôi thu hút lao động. Trung tâm cũng đang đẩy mạnh các cái biện pháp, cái kế hoạch đấu mối với các cái đơn vị tuyển dụng lao động xuất khẩu cũng như là lao động trong nước để rồi cung cấp thêm nhiều cái thông tin cũng nhiều cái hợp đồng, các cái thông báo tuyển dụng cho các cái phòng nghiệp vụ chức năng của trung tâm để rồi từ đấy các phòng nghiệp vụ chức năng của trung tâm sẽ tư vấn chuyên sâu đến cho người lao động để rồi thêm thông tin để lao động được có quyền lựa chọn. Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm là một trong những biện pháp giúp kết nối cung cầu lao động. Thế nhưng tại các phiên giao dịch việc làm như tại phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, dù có hơn 10.000 vị trí việc làm tại hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, nhưng không nhiều doanh nghiệp tuyển dụng được lao động. Nếu mà để mà tìm công việc mà đúng như mong muốn thì hơi khó. Chỗ này là hơi khó. Ai mà chẳng muốn việc nhẹ lương cao nhưng mà nói chung là cũng là phải làm thử thôi. Hiện tại từ giờ đến cuối năm thì công ty chúng tôi cũng vẫn đang tuyển dụng và có nhu cầu tuyển dụng rất lớn nguồn nhân lực. Các ứng viên, những nhân viên thì họ sẽ thường có xu hướng là nhảy việc và họ tìm kiếm công ty, hoặc là ngay cả bản thân tôi làm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự thì có rất nhiều ứng viên họ đến rồi họ không đáp ứng được cái tiêu chí. Ở Hà Nội thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng tiếp nhận những cái sự phản hồi từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì mức độ thiếu hụt thì nó cũng không nhiều như là các cái tỉnh khác, đặc thù nhất là du lịch. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất rõ. Bên cạnh đó là các cái đơn vị hoạt động sản xuất. Đấy, trong trước đó thì có nhiều doanh nghiệp là hoạt động cầm chừng, chưa mở rộng sản xuất. Đến giờ thì quay trở lại hoạt động bình thường thì rõ ràng là đang cần một cái nhóm lao động rất là nhiều.
Lý giải một số nguyên nhân khiến số lượng cung không đủ cầu, một số ý kiến cho rằng sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp phục hồi sản xuất cần tuyển dụng nhiều người lao động. Người lao động có nhiều lựa chọn công việc, môi trường làm việc tốt, thu nhập tốt, từ đó tỷ lệ lao động nhảy việc tương đối nhiều. Bên cạnh đó, năm nay người lao động có xu hướng tập trung tại chỗ bởi muốn làm việc gần nhà, không muốn xa quê. Doanh nghiệp thì tuyển dụng lao động lớn thì là chủ yếu là lao động phổ thông, không đòi hỏi trình độ cao. Và thu nhập của những cái người lao động phổ thông là trong cái lĩnh vực này thì thấp. Các điều kiện làm việc về phúc lợi cho người lao động thì cũng hạn chế, không đủ những cái động lực cũng như là để cho cái người lao động là gắn bó lâu dài. Do vậy là những cái lao động mà với cái mức thu nhập mà tương đương hoặc là cái điều kiện làm việc tốt hơn thì cái lao động nó sẽ dịch chuyển ra và nó sẽ gây ra một số những cái thiếu hụt về cục bộ đối với cả một số những cái ngành thâm dụng lao động lớn. Theo dự báo, nhu cầu tuyển dụng năm nay của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 1,3 triệu lao động, tăng 18% so với năm 2021. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành sẽ thường xuyên thu thập dữ liệu thị trường lao động, tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch, đồng thời tổ chức việc làm trực tiếp và trực tuyến kết nối với các tỉnh thành để không chỉ tăng cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho doanh nghiệp mà còn tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho người lao động. Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu về người lao động thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, qua đó có số Zalo, có số điện thoại và email, tất cả các phiên giao dịch việc làm này đều gửi email tin nhắn đến người lao động bằng tiếng Việt để họ hoàn toàn họ đến đây để họ tìm kiếm được việc làm để quay trở lại thị trường lao động. Đối với những giải pháp ngắn hạn thì Cục Việc làm trực tiếp là chỉ đạo 63 trung tâm dịch vụ việc làm toàn quốc tổ chức những phiên giao dịch việc làm ở địa phương và kết nối với nhau và tổ chức những phiên giao dịch việc làm kết nối giữa các cụm, các tỉnh, thậm chí là miền Nam, miền Bắc để cung ứng thị trường lao động. Dự báo thị trường lao động những tháng cuối năm vẫn sẽ tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu lâu dài để ổn định an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động, những người chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đây là giải pháp quan trọng để thị trường lao động trong thời gian tới tăng trưởng bền vững. Thưa quý vị, xây dựng chuỗi cung ứng lao động ổn định, trong đó đặt người lao động là trung tâm của mọi chính sách, bảo đảm tốt đời sống và an sinh xã hội là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tích cực trong phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thế nhưng thời gian qua, một số chính sách hỗ trợ người lao động như chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai rất chậm. Đến thời điểm này mới có khoảng 1/3 tổng số hồ sơ được duyệt và vẫn còn khoảng 29 tỉnh chưa giải ngân cho người lao động. Việc chậm trễ giải ngân tiền hỗ trợ khiến nhiều lao động thất vọng và bày tỏ không trông chờ sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Thuê trọ tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Dù hoàn thành các thủ tục từ rất lâu, nhưng đến nay anh Mạo vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Bọn em đã thủ tục làm hết rồi, nhưng tiền hỗ trợ nhà trọ là chưa được. Làm sớm thì được sớm, công ty bọn em thì khả năng làm muộn nên sẽ được muộn hơn. Còn với chị Hòa, sau thời gian chờ đợi, chị mới nhận được khoản tiền hỗ trợ nhà trọ của tháng 4. Dự kiến tiền hỗ trợ của 2 tháng còn lại sẽ được công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục và chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Ở công ty sẽ phạt cho mỗi người mỗi tờ giấy theo mẫu đấy, rồi về mình ghi theo cái mẫu đấy và nộp lên công ty. Và vừa qua thì công ty bọn em đã được công ty hỗ trợ trả tiền trọ tháng 4. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng cũng giúp người lao động bớt một phần nỗi lo trong cuộc sống. Gói hỗ trợ đối với các bạn lao động mới là 1 triệu trên 1 tháng trong vòng 3 tháng và đối với người cũ là 500.000 trên 1 tháng thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái chính sách rất là hợp lý và sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi là thu hút được cái tuyển dụng lao động đối với người mới và ngoài ra thì sẽ là tạo điều kiện cho các bạn người cũ sẽ gắn bó lâu dài hơn với công ty của chúng tôi ạ. Là Sở đã tham mưu cho Ủy ban thành phố phân cấp cho lãnh đạo Ủy ban nhân quận huyện thị xã để phê duyệt chính sách. Theo quy định là lãnh đạo tỉnh mà đây phân cấp thứ nhất là quy định rõ trách nhiệm hơn, cái thứ hai là giảm quy trình, thứ ba là giảm thời gian giải quyết. Thế nhưng tính đến ngày 3 tháng 8 mới chỉ có 31 địa phương đã triển khai giải ngân gói hỗ trợ, khoảng 1,2 triệu lao động được phê duyệt hồ sơ. Như vậy còn khoảng 29 địa phương chưa giải ngân đồng nào và hơn 2 triệu hồ sơ vẫn chưa được duyệt. Một số vướng mắc do cái cán bộ địa phương còn lúng túng trong cái hướng dẫn doanh nghiệp. Thứ hai là một số nơi thì chưa bố trí kịp nguồn và còn chờ cái kinh phí ngân của Trung ương phân bổ.
chờ cái ngân sách trung ương phân bổ. Thứ ba là một số doanh nghiệp thì còn e ngại, sợ cái người lao động là trục lợi chính sách, cho nên là có yêu cầu phát sinh thêm những cái quy định. Ví dụ như là yêu cầu người lao động là cung cấp giấy đăng ký tạm trú hoặc là hợp đồng thuê nhà. Điều này thì cũng làm cho việc là chậm tiến độ phê duyệt hồ sơ. Cuối tháng 3, khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 08 về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo quyết định này sẽ có khoảng 3,4 triệu lao động được hỗ trợ với mức tiền 500.000 đồng một người một tháng đối với người đang làm việc, 1 triệu đồng một người một tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường, hỗ trợ tối đa 3 tháng. Việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động không chỉ giúp người lao động có thêm một khoản tiền để ổn định cuộc sống, mà trong bối cảnh thiếu hụt của lao động, gói hỗ trợ tiền nhà trọ còn là đòn bẩy giúp doanh nghiệp thu hút lao động trở lại nhà máy, tăng tốc sản xuất để phục hồi kinh tế. Về mặt thị trường thì đã phục hồi, tuy nhiên thì cái việc kết nối cung cầu là hiện nay vẫn còn có một số các cái trở ngại, đặc biệt là các cái lao động mà vốn dĩ đã được đào tạo có tay nghề, nhưng sau cái đại dịch Covid-19 thì đã dịch chuyển về quê hoặc là chuyển đổi các cái công việc khác, và để bù đắp lại cái sự thiếu hụt này thì cũng mất một số thời gian nhất định. Thế do vậy khi giải quyết được hai cái vấn đề này thì tôi cho rằng là cái kỳ vọng tăng trưởng cuối năm có thể đạt được cái mức tích cực hơn. Ngày 15 tháng 8 là hạn cuối để thực hiện gói hỗ trợ. Có lẽ chặng đường để hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ còn nhiều gian nan. Dù còn nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân gói hỗ trợ, nhưng những khó khăn bất cập cần được hướng dẫn và tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời để chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nói riêng và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nói chung đạt kết quả đúng như mong đợi. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin liên quan đến người lao động. Bộ Nội vụ vừa ban hành dự thảo nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ năm 2024, tất cả những người đăng ký tham gia thi tuyển công chức, trừ một số đối tượng, phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định cũng hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo trình tự thủ tục sau đây: thi trắc nghiệm trên máy tính. Những bài thi trắc nghiệm kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần phải kiểm tra được về hiểu biết của người kiểm định về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, đảng, tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, quyền nghĩa vụ của công dân, kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ. Ngoài ra, những bài kiểm định cũng phải đánh giá được năng lực tư duy, nhận thức khoa học cũng như năng lực ứng dụng các kiến thức vào thực tiễn của thí sinh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50 ngày 2 tháng 8, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định áp dụng đối với viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa 2, giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, viên chức có chuyên môn kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Lao động và Xã hội tuần này của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.